Chị giới thiệu với quý vị các bạn, đây là hệ cửa chống muỗi, chống côn trùng, chống gọi là rắn rết, bò cạp, chống chuột, những con gọi là vô cùng độc hại ở trong môi trường của chúng ta mà chúng ta gọi là đang làm lơ với nó. Và nếu mà trong ngôi nhà của bạn mà cái bạn có cửa chống những con trùng độc hại như này thì rất là an toàn, bởi vì có những lúc thì bạn cần phải mở cái cánh cửa này ra, đúng không ạ? Mở cửa ra để chúng ta gọi là đón gió, đón không khí mát lạnh vào, đón gió vào. Thế thì khi mà mở ra thì chúng ta yêu cầu bắt buộc chúng ta phải có cánh cửa để chúng ta chống những cái con muỗi hay là những con côn trùng. Mà tôi thấy rằng là nhất là các em trẻ nhỏ, nếu mà không có những cái cửa để mà chống con muỗi vào, nhiều khi đốt một cái cậu bạn tôi có một cái con côn trùng nó vào, nó đốt vào mắt thôi mà bây giờ là phải nhập viện. Và cái con côn trùng nó vô cùng độc hại, khi mà nó thâm nhập vào cơ thể, vào máu rồi ấy, dường như là đang ở trong cơn